Lâm Canh Tân đã nhận bằng tiến sĩ về sân khấu và chiêu mộ các ngôi sao điện ảnh và truyền hình mới để đạt đến tầm cao học thuật. Trong tương lai của diễn xuất sẽ như thế nào? Trong làng giải trí chói lọi, Lâm Canh Tân đã chiếm được tình cảm của khán giả nhờ khí chất độc đáo và kỹ năng diễn xuất xuất sắc. Tuy nhiên, thành tích của anh chưa dừng lại ở đó. Mới đây, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm tin vững chắc, Lâm Canh Tân đã được nhận vào Học viện Sân khấu Thượng Hải để lấy bằng tiến sĩ, một lần nữa chứng tỏ tài năng và thực lực của mình. Lâm Canh Tân luôn đam mê nghệ thuật biểu diễn. Anh tiếp tục học hỏi kỹ năng diễn xuất và cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất của mình trong mọi tác phẩm. Tuy nhiên, anh không hài lòng với hiện tại mà chọn tiếp tục học tập và thử thách bản thân. Đối với Lâm Canh Tân, việc được nhận học vị tiến sĩ về phim truyền hình không chỉ là một vinh dự mà còn là một trách nhiệm. Anh ấy biết rằng là một diễn viên, bạn không chỉ phải có kỹ năng diễn xuất xuất sắc mà còn phải có di sản văn hóa sâu sắc và tố chất học thuật. Vì vậy, anh lựa chọn tiếp tục học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân để có thể vững vàng hơn trong sự nghiệp diễn xuất sau này. Trong danh sách ứng viên tiến sĩ năm 2024 của Học viện Sân khấu Thượng Hải được công bố vào ngày 12 tháng 6, rõ ràng tên của Lâm Canh Tân có trong danh sách. Anh đăng ký lấy bằng chuyên nghiệp và hướng nghiên cứu của anh là niềm đam mê sáng tạo kịch, điện ảnh và truyền hình. Được biết, có tổng cộng 4 người được nhận vào hướng nghiên cứu này và Lâm Canh Tân đứng thứ hai với tổng số điểm là 277,05. Chắc chắn là minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh trong sự nghiệp diễn xuất và nghiên cứu học thuật trong nhiều năm qua. Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Lâm Canh Tân, không khó để tìm thấy tình yêu và sự cống hiến của anh cho nghệ thuật biểu diễn. Sau khi tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải năm 2011, anh nhanh chóng nổi lên với vai thập tứ đệ trong bộ phim truyền hình Bộ Bộ Kinh Tâm và trở thành một diễn viên thực lực được khán giả yêu mến. Tuy nhiên, anh không hài lòng với hiện trạng mà không ngừng thử thách bản thân và tìm kiếm một cảnh giới nghệ thuật cao hơn. Việc được nhận vào chương trình tiến sĩ của Học viện Sân khấu Thượng Hải chắc chắn là điểm khởi đầu mới cho Lâm Canh Tân. Anh sẽ khám phá những bí ẩn của nghệ thuật biểu diễn với góc nhìn chuyên nghiệp hơn và nghiên cứu học thuật chuyên sâu hơn, đồng thời giới thiệu những tác phẩm thú vị hơn tới khán giả. Đồng thời, trải nghiệm này cũng sẽ tiếp thêm sức sống mới cho sự nghiệp diễn xuất của anh, khiến anh quyết tâm và tự tin hơn vào tương lai của mình. Khi nhìn thấy thành tích kép của Lâm Canh Tân trong sự nghiệp học thuật và biểu diễn nghệ thuật, chúng ta không khỏi thở dài, thành công không phải ngẫu nhiên mà có. Chỉ khi nỗ lực và đổ mồ hôi đủ thì chúng ta mới có thể gặt hái được thành quả trọn vẹn. Kinh nghiệm của Lâm Canh Tân cho chúng ta biết rằng chỉ cần chúng ta có ước mơ, sự theo đuổi và lòng dũng cảm để thử thách những lĩnh vực chưa biết, chúng ta sẽ có thể tạo ra sự tỏa sáng của riêng mình. Vậy Lâm Canh Tân sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ và khám phá mới nào trong quá trình học tiến sĩ? Anh sẽ làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa sự nghiệp diễn xuất và nghiên cứu học thuật? Những vấn đề này đáng được chúng ta quan tâm và mong đợi. Kinh nghiệm thành công của Lâm Canh Tân cho chúng ta biết rằng chỉ cần chúng ta có ước mơ, niềm tin và sự kiên trì, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi anh ấy sẽ tạo nên nhiều thành tựu rực rỡ hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất sau này nhé!